Hello cô Nga. Một chào tháng con. Rồi con mới gặp lại cô ha. Hôm nay nhìn cái thần thái và thần sắc gương mặt là hoàn toàn thay đổi. Đúng rồi. Cô ơi, thì hôm nay con sẽ hỏi cô một vài câu ha. Mong là cô chia sẻ với mọi người để mọi người sẽ có cái nhìn đúng hơn về phẫu thuật mũi họng cô nhé. Đầu tiên cô Nga giới thiệu lại giúp con cái thông tin của mình. Mình tên là Nga. Mình về Việt Nam, từ Mỹ về Việt Nam thì cũng được hơn một tháng rồi. Làm cái mũi này thì khoảng chừng một tháng. Hôm nay là ngày tới khám lại trước khi về Mỹ. Đó. Thì nói chung là cái mũi của mình nó hoàn thiện hết rồi. Đó. Tuy là nó không đẹp bằng những cái mũi thường, tại vì mũi của mình nó là mũi bị hư, hư mà hư trầm trọng á, thì bác sĩ đã làm hết sức rồi, thì cái mũi mình bây giờ nó cũng khoảng được hơn trước 70-80%, coi như là tuyệt đối rồi đó. Thì mình cảm thấy mình rất hài lòng với cái mũi này, thật lòng mà nói là rất là hài lòng, tại cái mũi trước kia nó ghê lắm. Nhân đây thì nhân cái câu chuyện cái mũi hồi xưa thì con cũng mời cô và mọi người xem lại cái hình ảnh trước phẫu thuật của mình ha. Nhìn không dám nhìn đâu. Đây có phải là mình đó, khủng khiếp chưa? Đây có phải mình không? Dạ. Xấu xí. Đây là một chiếc mũi đã từng làm hơn 10 lần các bạn nhé. Dạ đúng rồi, hơn 10 lần, mười mấy lần đó, mà không dám nói hết cho bác sĩ, sợ bác sĩ không làm. Dạ, thì trong những cái lần đó thì mình có làm ở bác sĩ Mỹ nữa hay là chỉ là Việt Nam thôi? Việt Nam thôi. Dạ. Đây là một cái mũi hỏng sau mười mấy lần làm ha. Đúng rồi, mười mấy lần đó. Thì cái thực trạng mũi các bạn có thể nhìn thấy là vô cùng hết nè. Do trước đây cô có tiêm silicone lỏng nha các bạn. Đúng rồi. Vào cái phần sống mũi. Cho nên sau một thời gian á, khi cô lấy ra thì nó bị co rút dần, nó trở nên ngắn hết. Còn đây là cái góc mũi thẳng của cô nè, các bạn thấy rõ cái tình trạng hết lộ lỗ mũi ha. Nó bị biến dạng. Cộng thêm những cái lần nâng mũi của cô quá nhiều chồng chất lên nhau, cho nên là hiện tại ở trong cái mô mũi lúc này á, không còn cái mô đầy đủ như người ta bình thường nữa, mà nó bị khuyết rất là nhiều. Hầu hết là chỉ phần trên sống thì chỉ còn một cái cây sụn nè, và ở dưới đây thì hoàn toàn rỗng và nó bị hết ngắn, gọi là kéo căng cái đầu mũi hết sức có thể luôn rồi. Năm mà bác sĩ làm kỳ này rất đẹp, ai cũng khen á. Nếu người ta biết cái mũi trước của mình á thì người ta rất là ta khen, 10 người đều khen hết. Ở góc này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái sự ngắn hết nó vô cùng nặng luôn, rất là chi tiết cho các bạn nhìn ha. Do là cái mũi của cô có cái hõm mũi bẩm sinh, và cộng thêm những cái lần cắt cắn không đều rồi can thiệp quá lố, nó bị vẹo một bên nè. Cho nên nhìn cái hõm mũi rất là sâu ha, và nó nhọn như thế này. Và đây là cái kết quả thực tế sau một tháng ha. Chúng ta hãy nhìn và so sánh với hình ảnh trước phẫu thuật, bởi vì nó đã cải thiện rất là nhiều. Còn với trường hợp này thì bác sĩ Trần Phương cũng có nói trước với cô ngay từ đầu là cái kết quả chắc chắn cô đừng kỳ vọng như những người bình thường, bởi vì đây là một chiếc mũi rất khó, rất rất khó. Thậm chí là lúc đầu nghe bảo là bác sĩ Trần Phương không có nhận mình. Đúng rồi, bác không nhận. Bác không nhận được rồi á hả, cô năn nỉ bác đó. Bác nói giống như là không phải là vì tiền mà bác làm, nhưng mà coi như vì cái lương tâm bác á, bác thấy cái mũi mình nó như vậy nó quá tệ đi đó, rồi bác sẽ cố gắng hết mình rồi bác làm đó. Nhưng mà đạt được kết quả đối với cô là rất là ok rồi. Bây giờ mời các bạn ngắm nhìn lại chiếc mũi sau phẫu thuật của cô ha. Đây là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho thực tế là nếu các bạn can thiệp quá nhiều lần và can thiệp đi can thiệp lại càng nhiều lần thì cái mũi càng khó làm nha các bạn nhé. Mình có tham gia cái ca mũi của cô trực tiếp và có nhìn thấy được cái thực tế là cái đầu mũi của cô hầu như không còn mô nữa.
Và trên đây thì cái vùng này nó rất là lô nhô, rất là cồ ghề, và hầu như chỉ còn da thôi. Thậm chí là bác sĩ Trần Phương đã phải lấy cái mô của cô đi xét nghiệm xem là cái mô của cô có ổn hay không. À, thật may mắn là cái kết quả nó cũng tương đối ổn ha. Cô ơi, suốt một tháng qua thì đã nhiều người thấy cái mũi mới của mình chưa? Nhiều ạ. Và họ nhận xét như thế nào, cô kể chi tiết cho tụi con nghe được không? Bạn cô ở bên Mỹ ai cũng kêu wow, sao mày về mày sửa cái mũi, mày đổi cái khuôn mặt của mày đó, nó đổi mới hoàn toàn, rất là đẹp đó. Còn ở nhà gia đình và bạn bè người quen ở đây ai cũng nhìn cũng khen hết, coi như là người ta đã biết cái mũi cũ của mình rồi, bây giờ ta nhìn cái mũi mới, 10 người đều khen hết 10 người. À, mình cảm thấy cũng hạnh phúc, vui. Cô gửi hình cho người yêu chưa? Có rồi. Cô gửi hình cho người yêu rồi hả? Người yêu cô là người Mỹ nha các bạn. Thì anh ấy nói sao cô ha? Ông nói là wow, you look so beautiful. Trời ơi, hạnh phúc quá khi mà được tất cả mọi người được chào đón cái dáng mũi mới của mình ha. À, vậy thì cá nhân cô thì suốt cái hành trình mười mấy lần đi nâng mũi thì có lúc nào mà cô cảm thấy thôi buông xuôi không? Có, lần cuối cùng đó là cô cảm thấy cô buông xuôi, bởi vì 4 năm cô không có nghĩ ngợi gì về vấn đề mà tương lai của mình. Nói chung là cô không có nghĩ về vấn đề tình cảm của mình, tại vì cô cảm thấy là cô rất là tự mặc cảm á, mặc cảm về cái khuôn mặt của mình. Thành ra cô nghĩ thôi buông, tại vì mình làm quá nhiều rồi mà không có lần nào mình đạt được hết, càng lúc càng tồi tệ. Nhưng mà có một lúc cô coi ở trên Facebook á, những cái mũi của bác sĩ Phương á, đó, làm cho cô đập vào trong đầu cô, tại sao mình không thử, tại sao mình không thử để mình lấy được lại cái vóc dáng của mình hồi xưa. Tại sao mình không thử nữa đi. Thành ra cô mới lấy hết can đảm rồi, cô suy nghĩ, cô mua vé cô về Việt Nam. Có nghĩa là mình vô tình biết bác. Dạ, yeah, yeah, đúng rồi. Đủ niềm tin để đúng bay rồi. Về đây chỉ để nâng mũi lại. Vậy làm cái mũi lại. Dạ, yeah. Cho đến thời điểm này thì cô thấy quyết định là đúng không ạ? Đúng, cái quyết định này là rất là chín chắn. Bởi vậy hả, bạn cô cũng nói hồi đó nói cô là suối cô về đi, về đi làm nó. Tôi không còn không có cần tin tưởng nữa, không còn tin tưởng, giống như mình thất vọng rồi, hoàn toàn là không còn tin tưởng nữa. Nhưng mà người bạn á bên Mỹ á, người ta động viên mình là coi như là về đi, về làm đi đó. Thành ra là mình mới mua vé mình về luôn, trong khi cái mùa này nó đang dịch mình cũng sợ. Thôi liều đi. Liều, nhưng mà giờ rất là vui. Cảm ơn cô rất là nhiều. À, con được biết là cô năm nay đã trên 60 tuổi rồi. Cô năm nay nếu mà tính tuổi Việt Nam là 64, còn nếu tính tuổi Mỹ thì 63. Dạ. Tại Mỹ nó người ta tính theo tháng. À. Đó. Đó là không phải trẻ nữa đâu. Nhìn cô rất là tươi trẻ đúng không các bạn? Cảm ơn nhiều. Thực tế mà nói thì nếu cô không nói thì con cũng không nghĩ cô 63 tuổi. Và một điều rất là hay là các chị em mà kiều bào á, dù lớn tuổi nhưng mà vẫn rất là yêu đời và rất là thích làm đẹp nha. Cái điều này là chị em Việt Nam mình cần phải học hỏi. Chúng ta không có sợ cái sự dẹp pha của xung quanh, mà chỉ cần biết là mình đẹp hơn mỗi ngày thì niềm vui nó sẽ tới ào ào cô ha. Đúng rồi, từ mình nhìn đến mình thấy mình đẹp là mình vui rồi. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Vậy thì cô ơi, trong cái quá trình mình nâng mũi sụn sườn á thì nó có đau đớn hay là ảnh hưởng tới sức khỏe gì của mình không? Không, nó chỉ có coi như là cái tuần lễ đầu á thì đồng ý là nó cũng có đau, nhưng mà với cái mũi thì nó cũng không đến nỗi nào. Cái sườn thì nó hơi đau vì mình cử động á, mình ngồi lên ngồi xuống thì cái vết thương đó nó chưa có lành thì nó có đau, nhưng mà qua hết cái tuần lễ đầu rồi thì coi như là trở lại bình thường. Cho tới bây giờ thì coi như là không còn cái gì, không có cảm giác là đau gì nữa hết á. Ủa cô, thế là cái vết thương nó lành hết rồi. Thấy cái cảm giác đau đó nó nhẹ nhàng thôi. Nó dễ chịu, nó đau nhưng mà mình cũng dễ chịu. Thậm chí là ở bệnh viện có cho mình nó là coi như thuốc về giảm đau á, nhưng mà chưa bao giờ uống một viên thuốc giảm đau nữa. Dạ. Yeah. Nghĩa là nói là đau nhưng mà gọi là hơi nhói mà mình chịu được phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vẫn chịu được. Và khi mà mình 63 tuổi nhưng mà mình
khi mà mình được chụp X quang và kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ đánh giá ổn mới cho cô làm. Đúng rồi. Trước khi phải xét nghiệm đủ hết. Thì cái toàn bộ cái quy trình đó thì cô cảm thấy là cái dịch vụ của trung tâm và sự chăm sóc của trung tâm như thế nào? Rất là tốt. Tôi rất hài lòng về dịch vụ ở đây. Nhân viên nè, tất cả những nhân viên đều niềm nở mà làm việc một cách coi như là rất là chu đáo hả cô? Đó, rất là chu đáo mà rất là thân thiện. Đó. Còn bác sĩ thì quá tuyệt vời, không còn gì để nói nữa hết. Cô nhận xét kỹ là những bác thương dùm con. Là một người bác sĩ có tâm, có tâm và có tầm, tức là giỏi, có đạo đức và y đức đi chung với nhau. Chắc mà lúc mà bác Phương từ chối cô thì chắc cô buồn lắm ha, tại về đây để nâng mũi. Đúng rồi. cũng hơi bị mồm chút ấy, nhưng mà cũng cố gắng thuyết phục bác. Cố gắng thuyết phục bác thì bây giờ bác cứ làm cho tôi, miễn sao nó hơn cái này một tí cũng được. Tôi không cần thiết phải là tuyệt đối như người ta. Tại vì tôi biết là cái mũi của tôi nó như vậy thì bác sĩ cố gắng giùm. Bác sĩ coi ngó rồi, hồi bác sĩ nói ok, nếu em sẽ cố gắng cho chị. Đó, em sẽ cố gắng cho chị, không phải là vì em làm cái ca này để em lấy tiền, nhưng mà em cái này là vì cái lương tâm của em. Em cảm thấy là em phải giúp cho chị nó coi như nó hoàn thiện một tí. Đó, thành ra tôi nói thật đó, bác sĩ là giống như là người tái tạo lại cho tôi lần thứ hai. Không còn gì để nói nữa. Dạ, chắc bác Phương nghe thấy những lời này của cô thì sẽ rất là hạnh phúc. Bởi vì một người bác sĩ thì rất quan trọng là những cái cảm nhận của khách hàng về mình. Đạo đức. Với cái mũi này thì con hy vọng là cô sẽ hạnh phúc hơn trong tình yêu, cũng như là công việc thì thật là suôn sẻ. Và nếu lần sau về Việt Nam thì nhớ ghé thăm tụi con cô nha. Ghé chứ. Cảm ơn con. Cảm ơn đại gia đình.